Chào mừng các bạn đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn về chương trình du học Úc tại trường Quinlan Institute Business, được gọi tắt là QIBT. QIBT là một trong những viện giáo dục hiện đại và năng động chuyên cung cấp các chương trình chất lượng cao trong một môi trường khuyến khích sinh viên đạt được sự ưu tú trong học tập, chất lượng giảng huấn, các cơ sở xuất sắc và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên du học, học tập và phúc lợi là những tâm điểm của triết lý giáo dục tại trường. Tất cả các nhân viên đều có đủ năng lực và các chương trình được giảng dạy bởi các giảng viên đại học. Tất cả đều cam kết giúp đỡ cho sinh viên khi du học tại QIBT thành đạt trong học tập. QIBT cung cấp các chương trình trong các lĩnh vực hiện đại như là thương mại, thiết kế đồ họa, quản lý khách sạn, công nghệ thông tin, sinh học, kỹ thuật, tội phạm học và tư pháp hình sự. Trường còn cung cấp các chương trình nền tảng đại học Griffith và tuyển chọn sau đại học. Các chương trình này được cung cấp với sự hợp tác với đại học Griffith và được công nhận bởi rất nhiều trường đại học nổi tiếng khắp nước Úc vì mục đích nhập học với vị thế nâng cao. Đại học Griffith là một trong những trường đại học tăng trưởng nhanh nhất, tiến bộ nhất ở Nam Bán Cầu. Thành lập năm 1971, hiện nay thì trường có 239 chương trình đại cương và 372 chương trình sau đại học và có hơn 34.000 sinh viên du học Úc tại 5 phân hiệu từ Brisbane đến Gold Coast. QIBT tọa lạc tại phân hiệu MT Ravat của Đại học Griffith, cách 15 phút từ khu vực thương mại trung tâm của Brisbane. Sinh viên được tiếp cận đầy đủ với tiện nghi giảng dạy và thư viện hiện đại được trang bị tốt. Các cơ sở thể thao và giải trí ăn ở tại trường tọa lạc trên đỉnh MT Ravat giữa vùng cây cỏ tự nhiên bản địa của Úc. Khuôn viên trường có các cảnh quan ngoạn mục của Brisbane và cho sinh viên một môi trường học tập thật sự kỳ vĩ. Các giảng đường của Đại học Griffith được trang bị tốt các thiết bị nghe nhìn, kể cả máy chiếu và iPad. Chương trình do đại học thiết kế, chương trình chứng chỉ 4 về ngành nền tảng đại học và chương trình tuyển chọn nghiên cứu sinh là các chương trình bắt cầu của Đại học Griffith. Chúng được thiết kế với sự tham vấn Đại học Griffith và được trường điều phối. Các chương trình văn bằng QIBT dựa trên năm đầu của chương trình văn bằng tương đương cử nhân của Đại học Griffith. Nếu chọn học tại QIBT thì sinh viên sẽ nhận được văn bằng có chất lượng cao nhất được điều phối bởi Đại học Griffith. Các chương trình của trường được truyền đạt và điều phối bởi những giảng viên giỏi nhất của Griffith. Khi học tại QIBT thì bạn được đảm bảo rằng các tiêu chuẩn giảng huấn cao nhất lúc nào cũng được duy trì. Các tiết giảng chỉ trung bình khoảng 40 sinh viên và được tiến hành bởi các bài trợ giảng theo nhóm nhỏ và thực hành, giữ vững phương án hỗ trợ. Trường cung cấp nhiều giờ giảng hơn mỗi khóa. Thay vì khối giảng dạy 3 giờ trước đây, các tiết học tại trường là các tiết dài 4 giờ. Việc kéo dài tiếp xúc học tập này cho phép bạn phát triển đầy đủ những kiến thức và sự hiểu biết của mình về khóa dành cho sinh viên khi du học tại đây. Một nền giáo dục có chất lượng là bước đầu tiên đến tương lai thành đạt. Khi sinh viên du học tại QIBT, bạn được bảo đảm rằng các tiêu chuẩn cao nhất về giảng huấn luôn được duy trì vì các chương trình được truyền đạt bởi các giảng viên đại học và điều phối bởi Đại học Griffith. QIBT là một thành viên của Hội đồng Giáo dục và Huấn luyện Tư thục Úc, cơ quan quốc gia về hướng nghiệp, tư và các viện giáo dục bậc cao của Úc. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về các chương trình học cũng như là học phí tại Quinlan Institute of Business tại Úc thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến số 0838 382080 để được tư vấn miễn phí.